Con thấy không, khi con muốn đổ nước từ một cái chai có miệng to sang một cái chai có miệng nhỏ thì con cần phải sử dụng cái gì nhỉ? Thì sẽ Cái phễu, đúng rồi. Thì rất dễ, thì không cần dùng phễu, nhưng đổ từ chai to sang chai nhỏ thì phải dùng phễu. Bây giờ con ngồi xuống con quan sát tiếp nhá. Đúng Nên là con rồi. không chảy nước nữa. Nhưng con biết tại sao nước lại không chảy xuống không? Không biết tại sao không? Nhưng mà nó rất chậm. Không biết tại sao không? Không biết. Thì nha, bởi vì ở trong này có không khí, bây giờ nước nó muốn xuống đây thì nó không khí phải thoát ra, nhưng mà chỗ này bị kín hết không khí rồi nên là nước không chảy xuống, nó không có chỗ để cho nước chảy xuống nữa, nên bây giờ mình phải làm nào để cho không khí thoát ra. Có nhiều cách nha. Đầu tiên mình phải nhấc Có ai chỗ này không? không phải tay ra được ạ. Khi mà con bóp vào thì không khí sẽ phải thổi lên trên, và thế là sẽ nó sẽ hút nước xuống này, nếu mà mình thấy không, thấy Đúng bọc mình rồi, đổ đấy lên cũng là một cách. Rồi đổ từ chai miệng nhỏ sang chai miệng to thì nó rất dễ thôi. Nhà con hình dung nhá, khi mà con đổ nước vào cái chai này này, biết tại sao nước nó sẽ không khó, nó khó chảy xuống không? Mình Thế, bóp, hãy mình con hãy bóp. quan sát, đừng bóp vội mà con hãy quan sát và bố sẽ nói cho con biết tại sao nó không chảy xuống. Bây giờ có một cái khác, không cần bóp mà vẫn nước vẫn chảy xuống, con biết là cái gì không? Không cần bóp mà nước vẫn chảy xuống. Bí quyết là con phải tạo một cái lối ra cho không khí nó chạy ra ngoài thì nước nó mới chiếm chỗ của không khí được. Đây nha, ví dụ Bởi vì như bây giờ chỗ này đang đầy không khí này, bây giờ con phải tạo ra một lỗ hở để cho không khí đi ra ngoài. Con có nhìn thấy không khí nó chạy lên trên qua cái phễu và sinh ra bọt khí không? đây này, có một cách khác để cho không khí đi lên này. Mình nhấc cái phễu lên một chút, thế là nó sẽ chảy hết ngay lập tức, bởi vì không khí nó đã đi qua cái đó. Bia đổ ngay sang tay đâu à? Đây nó quá nhiều rồi. Bia đổ sang tay đâu à? Thấy không, con phải nhấc cái phễu lên nhẹ nhàng một chút là nước sẽ chảy hết xuống, thấy không? Đó, thấy không? Khi con nhấc phễu lên, không khí nó sẽ đi qua kẽ hở đấy. Bởi vì miệng của chai rộng mà. Giống cá à? Giống lốc xoáy à? Chặt Nó giống xuống. như một nửa chân nữa. Có nhìn thấy không khí chạy lên qua cái phễu và làm cho nước sủi bọt khí không? Nhìn thấy không? Thấy không? Đấy. Con có thích trò chơi này không? Có biết đổ này sang tay